Nhìn những hình ảnh vừa rồi, các bạn có thấy điều gì nó khác lạ không? À, có đấy các bạn ạ. Trước đó thì là nó có một con chim di và một con yến phụng. Bị mất một con yến phụng rồi các bạn ạ. Và cái thứ hai nữa là cái đàn nhím của mình. Nó đẻ 6 con hôm qua. Và hôm nay trong hình ảnh thì các bạn chỉ thấy có một con non thôi đúng không? Đó là cái điều khác biệt. Chắc chắn là các bạn nếu như không để ý kỹ thì sẽ không nhìn ra. Kể từ ngày mà mình nhận nuôi ba bé chim non này các bạn ạ, mình nghĩ rằng là không thể nào mà chăm sóc được những con chim non này để cho nó khỏe mạnh. Ơi, nó bay được rồi đấy các bạn ạ. Sau khi nhìn thấy nó khỏe mạnh như thế này thì mình rất là vui mừng. Thế nhưng mà cái niềm vui nó vừa đến được có chút ít thôi thì mình lại có một cái chuyện rất là buồn xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua. Thực sự tối ngày hôm qua là một cái buổi tối mà nó quá nhiều cái chuyện mà nó xảy đến với mình. Đầu tiên phải kể đến đó chính là cái đàn nhím của mình. Như các bạn biết ấy, thì ở cuối cái video hôm qua mình có quay là cái đàn nhím của mình nó vừa mới đẻ xong. Thì mình quay xong cái đoạn đó là mình cũng kết thúc video. Thế là mình nghĩ trong đầu rằng là nó đẻ lúc nào mình cũng không biết ấy. Thì thôi mình cứ tạm thời để đây đã. Mình lên nhà mình ghép video gửi tới các bạn. Xong cái đó mình ghép xong mình xuống để mà mình kê lại chuồng cho con nhím. Thì thực sự là khi ghép video xong xuống nơi nhìn đàn nhím thì nó mất hết rồi. Chỉ còn lại có mỗi một con mà nó bị thương khá là nặng. Đấy. Thì mình cũng không biết là do con sóc nó cắn hay là do những con nhím khác nó cắn hay là do con mẹ nó cắn. Thế nhưng mà mình đang đoán cái khả năng cao là do những cái con nhím cùng đàn kia nó cắn các bạn. Một là con nhím bố hoặc hai là con nhím anh chị nó cắn. Thế mà không ngờ một chút chủ quan của mình có tầm nó khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thôi. Mình sửa video mất hơn 1 tiếng. Thế là xuống thì nó đã không còn nữa rồi, còn mỗi một con. Mọi chuyện chưa dừng ở đó các bạn ạ. Mình cứ ngỡ tưởng đó là cái câu chuyện buồn nhất của mình vào buổi tối ngày hôm qua. Xong câu chuyện của con nhím ấy thì mình cũng đã khá chứ là buồn rồi, rất chứ là buồn rồi. Mình lên trên nhà mình có làm một nát rồi trả lời bình luận của các bạn ấy. Thì xong đó là mình xuống mình cho chim ăn, mình cho con yến phụng ăn và cho con chim di đen nó ăn. Thì cho ăn xong mình lại lên trên nhà. Thế nhưng mà lúc mình lên trên nhà thì mình lại quên không đóng cửa lồng. Thế là cái con chim di nó nhảy ra ngoài. Nhưng mà con chim di nó biết bay các bạn, nó nhảy ra ngoài, nó chạy tung tăng ở sân ấy, với lại ở trong cái bếp nhà mình. Còn thì cái con yến phụng nó không biết bay, nó nhảy ra ngoài, nó nhảy nó cò này, không may lại bị con mèo mình nhận nuôi kia kìa. Nó vồ cái con chim yến phụng của mình. Ở nó vồ một cái thì là nó cắn 2-3 cái. Thế là con yến phụng của mình lúc bấy giờ là nó bị thương khá như là nặng. Mình cũng không biết là nó cắn vào đâu, thế nhưng mà mình thấy ở đầu nó cũng có mấy vết thương khá như là nặng, mấy ở cổ, mấy ở ngực. Thế là mình cố vuốt ve rồi là mang nó lên trên nhà ủ ấm rồi nói chung là các kiểu cả. Thế nhưng cuối cùng thì nó không qua khỏi và nó đã mất. Sau khi nó mất thì quần nhà mình nó rất là buồn. Nó khóc sụt sịt cả các bạn ạ. Và nó giận mình rất là nhiều. Vì cái lỗi của mình đó chính là cho nó ăn quên không đóng cửa lồng. Chứ không phải bố mắng cái gì? Nó khóc con chim nó chết. Thế em cứ sụt sịt tưởng là bố mắng cơ. Đâu mắng đâu. Đâu bỏ bố xem nào. Biết đâu là cái con mèo nó vồ. Con cầm cho đèn cho bố để bố ấy đào hố. Thôi không khóc nữa.
lót tổ bằng lá xoan này, bó bột chân bằng cái giấy ăn và cái băng dính. Đấy chính là cách mà các bạn đã chia sẻ cho mình và mình thực hiện trên cái con chim chào mào mà em Nhân gửi nó bị gãy chân đấy. Đó là tất cả những gì mà mình có thể làm được cho con chim chào mào này. Hy vọng là nó vẫn có thể là sống sót và nó khỏe lại. Nó lại tiếp tục mạnh khỏe như những con chim khác và nó lại trở lại với cái cuộc sống bình thường. Tiếp tục về cái AV của mình nhé. Bố mình đã giúp mình xây cho mình cái bò bao rồi, xong rồi đấy. Chát chít xong rồi, việc còn lại là toàn bộ là của mình hết. Mình sẽ phải đào một cái hố ở đây, mình xây và mình trang trí, mình đắp lũy đá. Đúng ra hôm nay nếu như hôm qua mà không xảy ra cái chuyện đó ấy, con chim nó bị mất ấy, và con nhím nó bị mất ấy, thì hôm nay mình đã làm từ sớm rồi cơ. Nhưng hôm nay không còn cái tâm trạng gì để mà làm nữa các bạn ạ. Thực sự là không còn nghĩ ra cái gì để mà làm nữa. Mặc dù việc thì rất là nhiều. Đấy, đấy bây giờ đào xong cái hố này, đào hố xây xong bắt đầu trang trí qua cái xong bắt đầu lại đổ thêm đất vào đây. Rồi xong khi đó thì mới gọi thợ bắn sắt bắn lưới. Đấy, con này mang mèo ra chơi rồi. Thế con có nhớ mẹ bảo gì không? Có. Mẹ bảo nào? Mẹ bảo là không được mang mèo ra chơi. Mang mèo ra chơi thì làm sao? Thế mà con vẫn mang mèo ra chơi. Nhưng mà lần này bố quyết định là mang giả chú Linh nhá. Con muốn lùi đâu. Sao? Đấy. Nó ương lắm, nó dám đánh lại cả con cún đấy. Ghê không? Sao mà con không muốn nuôi nó nữa? Nuôi thì bố rốt cho cũng được, không cần phải ấy. Chứ giờ bố không thể thả rông như này được. Thả rông thứ nhất là con chơi là nó bẩn nhá. Thứ hai nữa con cún. Thứ hai nữa là nó vừa bắt cái con chim của bố hôm qua rồi đấy. Thế nào con? Dạ. Thế nào? Con muốn trả chú Ninh. Muốn trả chú Ninh thật sự thì có suy nghĩ lại không? Con vâng. Được. Ôi ôi. Cún nào? Thôi, dù sao mình cũng phải suy nghĩ lại các bạn. Nó ngoan lắm, đây chỉ là cái bản năng của nó thôi chứ không phải là nó xấu đâu. Nó cũng như con chó kia kìa, bản năng của nó nhìn thấy mèo nó muốn vồ. Con mèo cũng vậy, bản năng của nó là nhìn thấy chim, thấy chuột là nó muốn vồ. Thế thôi.